Mẹn ơ khỏi ế thứ bảy bí bá, hiện đấy khoảng chơ nhà một. Hiện tệ nghề xây hẳn mày, sự cơ nghề có ngâm lai, yêu đu lai. Còn đâu khỏi sự cân có mặc văn nghề. Của một khá, bay nhóm bù cái bù lợt, có ếch hứ bưng mòi, bù mòi pa. Bo sớ ếch nghề, bày giác bệnh có sật giác. Hoàng sớ mi chờ, sự pin bá, sật giàn hính. Khai mà chờ cai đến mồm, chờ nặn sớ yêu đu tệ. Nặn sớ, chờ sớ mục, bày khỏi té mà cặp khỏi ếch thơ. Phà đét sớ bưng hin ngào nòng, bay khấn mồm, sớ nòng có bo bi khấn đấy. Pù có pin pù, sớ bo pin khoam, móc có răng nằn, phà có răng nằn. Một khám nhà từ Vương Anh mà ra bệnh viện, thành triển, khỏi có lừa, tỏ khấn bài thơ nằn, nằn nhà thơ Vương Anh úp, nằn sớ thơ mồm. Tình kể sách công phuốm ít vía kia say hắng mày ưu tú nhà thơ Trương Thị Mầu. Sáu nó lai bửn sách mới y khoa, bà do một miếng dân nổi, bày khấn là tập thơ không con đó cặp thi phẩm ký làn văn nghệ sĩ Sư Thành. Kheo tàng pin thi sĩ của nhà thơ Trương Thị Mầu, sật sớ mén tẻ. Chứ tỏ làn thi phẩm ký bá màu, tôi khỏi hiện đấy làn chư nề một, quân chư quân một. Cặp sớ chương ngâm ký một mê nhìn phú cân mỏi. Một sai hạng mày miền nằm thong xì quần bày sạp nghiệp sớ bên bá chấp mòi chín khoe hứa cân rền. Ta mờ làn bí cuộc xì pét xịp ký sĩ quan chờ hóng mồm đại học y Thái Bình. Bác sĩ nom Trương Thị Mầu có lờ bàng mệt làn phúc lời làn cơ hội bách khẩn ký con đó giữa làn bệnh viện tấp tiến nưa. Vậy ta mờ bà thước ệt việc. Mưa nằn sớ làn không tù, cặp cần ịt việc ký ngành y tế bổ sung Thanh Hóa úp huống, cặp bà thức úp của sật khô khẩu cặp xíu no thừ. Bên bệnh viện to xong bác sĩ, xíu chú cần ịt việc mi năng lực mỉa pha ngoại khoa cặp sản khoa. Lai cần dến nhất sớm mấy nhìn cặp đính nổi, sớ siết cơ hội bẻ mi sể hèn khưng, chờ bắt đầy trói chọc chờ. Bác sĩ non Trường Thị Màu, cơ lờ bài quan bài học bổ sung xong quyền ngành nỉ mưa trói cần dến. Năm chớ năm một cặp tài kỳ chắc mặn, to lăng hà pi ịt viếc bác sĩ Trương Thị Mầu, có lơ đáy để bạt phó giám đốc bệnh viện đa khoa Bà Thước. Chệt pi lăng đáy bổ nhiệm sở giám đốc bệnh viện, mồm sở giám đốc trung tâm y tế Mường Bà Thước, đắc nắn biên đôi thành bệnh viện đa khoa Bà Thước. Xịp pét pi sở biên bá ịt công hàng tấp hơn mệt kính ảnh y tế muốn mường khó, sở lai khô khào, có lơ chi khẩn ba kỳ mấy nhìn giám đốc Trương Thị Mầu. Bản thân tôi là nữ. Thầy thuốc ưu tú nhà thơ Trương Nhà Màu tánh triển. Và đặc biệt là phía gia đình chồng có. Con đó khỏe sớm mới nhìn, có những mì khơi mì lực, khơi xíu gồm ít ngành, gồm đơn vị, khơi sự cấp tớ, mìa sự cấp nữa, làn khóng, làn khóng, ký cơ quan, cặp sớ ngâm nghi ký cô hườn, mưa nằn bóp mỹ yên nghề sự sất giác chưa bừng để chưa ngâm bảy cai để khô khẩu. Và đặc biệt là phía gia đình chồng con. Chồng cùng làm ngành mà lại cùng một đơn vị, đấy, mà vợ làm cấp trên, chồng làm cấp dưới, cho nên áp lực. Áp lực trong cơ quan, áp lực đến gia đình. Những cái ngày đấy mà không vững, mà không yêu ngành thì rõ ràng rất là khó khăn để vượt qua. Bác sĩ chuyên khoa song Bùi Đình Biển hứa hủ. Tốt đối với ngành. Bác sĩ Mầu sớm nghỉ trước biệt hành nằm ngành y. Hô thịt sớm miền chơ hợp công việc cán bộ, tại việc tiền dùng đào tạo bồi dưỡng bởi mì đấy cân ịt việc no đức no tài, bề tròi cân rền. Thứ sáu sớm miền chơ hợp bức tảng không tổ thiết bị bề tròi hứa khám ra bệnh. Thứ sáu sớ đoàn kết một đội bộ. Cái thứ ba là bác rất quan tâm với câu đoàn kết nội bộ. Sự cân mới nhìn, ếch bách cổ của ngành y, mì mệt chưa mệt hèn sật khánh, bày, ba ếch vía, ba cán là công việc ký đơn vị, tế công việc chuyên môn, pháo mưa cần, mưa khóng, mưa ngăn chèn, chú chơ tao ná làm pin lờ làm việc sật, đo đàng quốc y lệnh, mưa trói cặp cứu bệnh nhân. Chú cần ngâm nằn sự công việc trong nằn, phở quân chớ có pin bá, sật sở lẻng khai mà tao khẩn có quân chương ẹn nghề bưng mỏi hiên bất lờ hồn khô tánh khẩn bảy hèn khẩn bất sở yếu đú bún khùn chờ chói để một cân hèn khẩn tăng sở pin bá tim hèn tim chớ bảy bác sĩ Trương Thị Mầu ẹt pin tẻm pin làn khoảm thơ tọc thức kịp bá hào phăng nấy lan việc đi mặc ký mốn lường y mệt chưa mệt hèn chói chín khoe kỳ cân rền nằn sở xiếng chớ xiếng một hãy yếu đu đính nói chờ bao đầy tét óc
làn việc ngâm nằm nghiệp y nàn sớ việc muốn chờ phăng đấy xiêng ha chớ việc hải lơ phinh óc nòng non nắn bác sớ căm cặp sớ bao úp một song sam có nhằng căm có bao úp mẹn khẩn nứa tấm vèn tấm hàng mày một song sam ít khảm nứa gắng khẩn nòng ơi mắc chớ lờ ha mồm gắng khẩn nòng ơi ha chớ mồm. Sai hàng mày nhà thơ Trương Thị Mầu tình chiên khỏi chứ hửa mi một ca bệnh sở pin bá bảy pha ao đỉnh ngoài chờ nhân quay gầy mề sở bệnh nhân ca sở há cặp sở pin bá măn bó ha chơ đẩy các bệnh nhân sở pin bá cam mệt chứ nằn sở sất sở giàn hính thuốc khỏi lực cấp cứu sáng khai chơ óc khai pa óc khỏi sở khai pa còn nghỉ con nằn sở gầy mề sóng miếng bể phun khí quản bể sơ bóng tháo tăng nghỉ sửa khai đáy mồm các sơ oxy kháu đàn sớ của một trang hèn mà chúng mình nằn sớ pin bá bó mì khoam úp lơ mì sể kèm óc căm việc muốn nằn lắc nằn sơ lời tròi đáy tế ể cặp lực lắc mà càng mổ sớ pin cặp tròi đáy tế bờ lực thế nằn rửa khỏi mưa bệ tèm pin bài thơ ha chơ nỏ người lẽ ra là chuẩn bị mở khí quản bên này thì tôi đang mở khí quản bên kia thì cái cô gây mê là tìm cái khí quản để mà đặt cái ống nội khí quản vào cho oxy vào thế là cô sống lại. Nhà thơ Trương Thị Mầu có lờ cùng là hồng tá của hường mỹ lai cần sầm nghề y một nghề rất yêu đú vua cặp sở lan lờ có sập bác sĩ y sĩ cặp phình ên việc số lan cơ sở y tế quốc mường chờ hủ lực chấm an toàn nghề y nhà thơ Trương Thị Mầu có lờ tém bài thơ năm lực năm trước con sở pan óc đàn khoam đi khoam mặc hàng xịp bí e nằm nghiệp chắp mòi chỉnh khoe cần dền. Úp năm lực sớ mặc nghề y, dán lực bao hủ đáy việc lơ đóc, lan việc mặc việc muốn sớ mồm, việc sớ buôn nằm ta, cặp sớ khoa nằm, khoam úp khoam ta, có sớ bóng bì đạp đáy, mưa chưa ngâm chưa một kỳ phục cần. Bao ệt khó loạn sở tay cần, bó mì nhà di dán lướt, song bá núng sứ hải bản mường. Trên nì nhà thơ Trương Thị Mầu sứ hội viên bàn thờ, hội viên văn học nghệ thuật Thanh Hóa, hội viên hội văn học nghệ thuật lan dân tộc Phú Cân Nội Cần Việt Nam. Biên cái xăm dịp bí, tèm pin thờ, nhà thơ Trương Thị Mầu có lờ tập tay đáy hang hỏi bài thơ, cặp biên tẩm xuất bản pin há tập thơ sớ, nghiêng bóng núi, mùa tướng chảo cần yêu đu cặp sở khiên mà ngào hơn hẳn tập thơ khiên mà ngào hơn hẳn để ép pin pi thong pần sao xám nằm pet pet bài sở ấn phẩm mơ hơn mệt ký nhà thờ Trương Thị Mầu khoam úp khoam tém sở rất peng bá phú cần khiên mà ngào hơn hẳn sở làn việc tém mà tưởng cố nắn mưa khoam chớ khoam mồ ký nhà thờ Trương Thị Mầu cái si phú cần pin bá essay hàng mày giòn ể cặp sụt si năm mẹ pí nỏ phủ cân nổi cần miếng một kinh hành hiện thể khoam úp khoam thiền đầy sức dùng sở pin bá phang đáy cặp sở nhịp thờ sở măn cặp sở mắn pin mảnh dòng phủ cân kỳ bá thơ kỳ bá phần lái sở triển mưa nghề y sở xiếc úp hiệp phần phẩu chư khoan đi nẻo bộ phủ cân ngoài sở làn việc đi xoay hiện đẩy quan đi phả phủ cân du phủ súng diên thanh. Nhà thơ Lâm Bằng, trưởng ban thơ Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa tỉnh Chiên. Trương Thị Mầu sớm mốt sân ngoài, nhà thơ Phú Cân Mòi, có nhằng chư đẩy con đi nửa mục chờ sáng tác khi con đốc nhóm ăn. Miền bá bài chư đẩy con đốc nằn, làn văn hóa Phú Cân Mòi, mưa khóc ởi sửa sật lái sật nạc. Bác sĩ nhà thơ Trương Thị Mầu, hỏng sớ thầy thuốc ưu tú, thơ kỳ siêu sửa sật lái mưa chất mường. Trương Thị Mầu sớm biên bá, sáng tác óc bó mì lén sập sật lái mà ơi tém chờ pin bá vua chơ vua một mì ngắm mì nghì mì việc bí việc hải có dòng nằn xiêng cuống thơ ơi sở pin bá măn giòn bá nằm lai nằn sáng tác không chạy theo số lượng chỉ viết khi thật sự có cảm xúc có cảm hứng và khi có tâm trạng khi có tâm sự. Chính vì vậy mà thơ của chị ngôn ngữ nó giản dị
nó tự nhiên như suối chảy. Thong Sĩ Phú Cần, thiếu nữ Trương Thị Mầu có lực gắng cực cai để khúc khẩu, biên một bác sĩ sật roi, thầy thuốc ưu tú. Có bướn nản pí có lời ệt pín một thi sĩ, mèn bá, lai chất kín, bổ súng. Có lờ mưa hiu, khai mà thầy thuốc ưu tú Trương Thị Mầu có lờ bông mi muốn, du mà hườn, bày kinh loàn, kinh ngài, phù tháo, mà nhanh tiên công việc khám bệnh chấp mọi chỉnh khoe ở cần dền. Bá nhắc xứng nằm sở khoam úp, đừng y như tử mẫu, sở bốn mấy nhìn, sở pin bá, mì khoan đi nở mộc, bày ệt pin làn khoam thơ hở phú cần.